Chiều qua ngày 12 tháng 7, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật. 100% cán bộ đoàn, 75% thanh niên được học tập quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Đảng và của đoàn. Tổ chức trên 1.000 chuyến hành trình về địa chỉ đỏ, hơn 2.000 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao tặng gần 17.000 xuất quà với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vận động 3.700 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Công tác tham gia xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, đã có gần 4.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. 6 tháng cuối năm 2024, các cấp bộ đoàn Thanh Hóa tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chăm lo công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn, tập trung hoàn thành tổ chức Đại hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện theo kế hoạch đề ra, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp Thanh niên cấp tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029.